Viết chữ nó hơi khó nên nó hơi xấu cô ạ. À, không sao hết, không sao hết ha. Viết chữ miễn là mà cô nhìn ra là được rồi ha. Rồi, mình cũng đâu phải là mình rèn chữ tới mức mình để đi thi vở sạch chữ đẹp đâu, nên là mình không cần thiết phải viết thật là đẹp, miễn là mình viết rõ ràng để cho cô nhìn ra là được rồi ha. Okay, so now I will look at your homework. Your homework, Nam. And so this is Nam's homework. Okay. And the first, rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi đọc, cô sẽ đọc cái câu hỏi lên. Rồi Nam sẽ đọc cái câu trả lời dựa theo cái bài của mình được không Nam? Được chưa? Và cô sẽ đọc câu hỏi, Nam sẽ đọc câu trả lời dựa theo bài của Nam nha. Rồi bây giờ câu đầu tiên. What's your address, Nam? Em đọc sang tiếng Việt được không cô? Rồi, ví dụ số 231, Nam có thể đọc là 231, 231 hoặc là Nam chỉ cần đọc là 231 thôi. Yeah. It's 231 Leamington. Okay, it's 231 Leamington, đúng không Nam? Leamington. Yeah. Rồi, nó là một cái tên đường hả Nam? Đúng không? Đấy là tên đường. À, it's a, okay, it's a street's name. Right. So please answer the next question. That is, what's your homework? Hometown like? What's your hometown like? Okay, it's big and busy. Good job. And the third question is, who do you live with? I live with my mother. Okay, you live with your mother. Okay, how about your father? You are living with your father now? Yes. Okay, nếu mà mình sống với lại ba mẹ luôn thì mình có từ ở đây này nè. Parents, được chưa? Parents là cả bố và mẹ luôn ha. My parents. Rồi. Number four. Do you like living... Okay. Do you like living there, Nam? Yes, I don't care. Yes, I do. Yes, I do. Rồi. Tell me the reason why you like living there. Rồi, nói cho cô lý do tại sao Nam lại thích ở đó đi. Ví dụ, có thể nói bằng tiếng Việt nè. Tại vì nơi đó to và bận rộn. À, nơi đó to và bận rộn ha. Rồi, bây giờ ngoài câu trả lời đó, mình còn một câu trả lời nào khác không? Em thấy nó to mà càng là đẹp. Ok, vậy mình sẽ trả lời because, okay, because as is large and beautiful. Mình thay chữ big bằng chữ large ha, rộng lớn ha. Rồi, đây. Cô sẽ type câu đó vào đây cho ha. Đợi xíu nhé. Okay, this, please look at the screen. Okay, so this is will be your answer. Because S, okay, large, hoặc là nó là because this place is large, hoặc là big cũng được ha, and beautiful. Được chưa? Được không Nam? Vâng ạ. Rồi, đó có thể là cái câu trả lời của mình ha, hoặc là có thể thay this place bằng is. Được chưa? Rồi, bây giờ good job. Okay, so I was very pleased because you finished my homework. Okay. Rồi, có thấy bạn Quốc Cường đọc bài hay gì này?
Rồi, một xíu Quốc Cường vào lớp. Cô sẽ sửa bài cho Quốc Cường ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào bài học của mình nha các bạn. Rồi, so everyone please open your book page. Let me see. Page, wait a minute. Page 10. Please open your book page 10. Rồi. Các bạn mở sách giáo khoa trang 10 ra này. Okay, so this is our lesson today, lesson 3. Zhang, please. Okay, please read the part 1 for me. Zhang, đọc yêu cầu của phần 1 giúp cô này. 1. Listen and repeat. 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 Good. Listen and repeat là gì Giang? Nghe và đọc. Nghe và đọc đúng không? Nghe và lặp lại nha. Repeat. Giang có thấy người ta để cái dấu mà nó đảo ngược kìa không? Đó là nghe và lặp lại ha. Rồi bây giờ, okay. So please focus on the screen. We have 4 new words, right? And okay. And we also have 4 examples of these 4 words. Rồi mình có 4 cái từ vựng mới, mình cũng có 4 cái ví dụ cho 4 cái từ vựng mới này ha. Rồi có nghĩa là cột bên trái sẽ là cái từ vựng đó và cột bên phải sẽ là cái ví dụ để mình ứng dụng cái từ vựng đó ha. Rồi bây giờ mình có 4 từ. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe 3 lần ha. Page 10, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. City. Linda lives in a city. Village. My best friend lives in a village. Mountains. I live in the mountains. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Page 10, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. City. Linda lives in a city. Village. My best friend lives in a village. Mountains. I live in the mountains. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Page 10, Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. City. Linda lives in a city. Village. My best friend lives in a village. Mountains. I live in the mountains. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Rồi,
sau khi mình nghe ba lần ha, cô sẽ đọc lại ha, cô sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn sẽ sau đó các bạn sẽ thay phiên nhau đọc cho cô nghe nha. Okay, so the first word is city. City, rồi các bạn quan sát những cái dấu một phẩy màu đỏ này nè, những cái dấu phẩy lên màu đỏ này nè. Đối với một bất cứ cái từ nào. Khi mà cái dấu phẩy đó ở trước cái âm nào thì cái âm đó mình sẽ đọc cao hơn bình thường. Ở đây ví dụ từ city mình có hai âm đúng không? C and T. Rồi, cái dấu phẩy nó đặt trước cái âm C nên mình sẽ đọc là city. Hiểu chưa? Nên là tiếp theo á, trong những cái bài học sau, ví dụ khi cô hướng dẫn đọc một cái từ nào đó, cô để cái dấu phẩy này ở đến cái âm nào thì cái âm đó mình phải đọc cao hơn bình thường. Được không các bạn? Rồi, nhớ cái phần đó nha. Sau này khi các bạn đi học ở trên lớp cũng vậy á, mấy cô cũng sẽ hướng dẫn đọc học như vậy ha. Nếu mà mình làm như vậy mình cũng có thể dễ dàng học cái cách để mình đọc cái từ đó hơn ha. Rồi Quỳnh Anh mở camera lên này. Please open your camera. Okay, please turn on your camera, Quỳnh Anh. Rồi. Hôm nay lớp mình học lesson 3 page 10. Hôm nay mình học bài 3 trang 10, Quỳnh Anh mở sách giáo khoa lớp 5 trang 10 ra này. Và mình đã đến phần 1 rồi ha. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Cô cho các bạn nghe 3 lần rồi. Và bây giờ cô đọc lại một lần. Quỳnh Anh nhớ, Quỳnh Anh không nghe kịp cái phần của audio thì nhớ quan nghe chú ý kỹ cái phần cô đọc ha. Một xíu mình sẽ đọc. Rồi. City. Linda lives in a city. Village. My best friend lives in a village. Mountains. Mountains. I live in the mountains. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Okay. Rồi bây giờ cô sẽ mời mỗi bạn đọc một lần giúp cô ha. Rồi bây giờ bạn Giang sẽ đọc trước này. Rồi bây giờ khoan, Giang, đợi xíu. Bây giờ mỗi bạn sẽ đọc một từ kèm, mỗi bạn sẽ đọc một hàng như thế này ha. Là cái từ đó kèm theo cái ví dụ luôn ha. Rồi từ đầu tiên là Giang. City. Linda lives in a city. Good. Lives. Lives có S đó Giang. Lives. Lives. Rồi Giang. Mạnh lên. Lives. Okay, lives. Nhớ nha, đọc tiếng Anh mà cái âm S đó rất là quan trọng nha. Mình đọc mà mình thiếu âm S đó là nó không có cái tiếng Anh đó mình nó sẽ bị sai chính tả đó. Giống như là mình tiếng Việt mà chữ rồi mình đọc là chữ gồi, hoặc là chữ trời mình đọc là chữ trời, nó giống như vậy ha. Rồi. Bây giờ cái từ thứ hai này. Nam. Village. My very Nam. Village. Village. No. Village. Village. Không, village. Village. À, village. Rồi, tiếp tục. My best friend. Best friend. My best friend. Lives. Huh? Hey, Nam. Can you hear me? If you cannot hear me clearly, please, okay, please use your headphones. Right. Lives in a village. Live in the village. 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 Đúng rồi. Rồi. Từ thứ ba, cô mời Quỳnh Anh.
Mountain. Good. I live in the mountain. Mountains. Mountains. Ah, mountains. Rồi, từ thứ tư, Giang. Giang. Tower. Okay, tower. 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 He live in a tall and quiet tower. Đúng rồi, he lives in a tall and quiet tower. Rồi từ thứ, rồi đọc lại này. Rồi bây giờ từ đầu tiên sẽ là nam này. Did he in the ring? Lives in brick? Lives in nam. Lives. In a city. À, rồi từ thứ hai. Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, từ thứ hai. Village. Mở mic cho Quỳnh Anh. Village. Quỳnh Anh mở mic chưa? Village. Tiếp tục. My best friend. My best friend. Live in a village. À, village. Rồi, ok. Từ thứ ba. Giang. Mountains. Mountains. Giang. Mountains. In the mountains. 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 À, đúng rồi. Good. Mountains. À, đọc lại cái câu luôn. I live in the mountains. I live in the mountains. Good. Rồi. Từ thứ tư, nam. Tower. Tower. He lives in a tall and when quiet. Tower. Quiet tower. Tower. Rồi, bây giờ từ đầu tiên sẽ là Quỳnh Anh. City in the Live in a city. Rồi, Quỳnh Anh đọc cho cô thêm một thêm từ cuối. Tower. He lives in a tall and quiet tower. Tower. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái nghĩa, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nghĩa của những cái từ này ha. Rồi bây giờ đầu tiên mình có từ city. Rồi bây giờ các bạn nghe cô nha, nghe cô diễn tả từ city trong tiếng Anh nha. Rồi bây giờ mình có từ gì? Thành ok, Hồ Chí Minh city, Hà Nội city. Vậy cho cô biết city có nghĩa là gì? Bạn nào biết mở mic lên nói. Em ạ. Rồi Nam. Em thưa cô là thành phố ạ. Thành phố, city là thành phố, được chưa? Rồi vậy Giang cho cô biết Linda lives in a city có nghĩa là gì? Bạn Linda sống ở thành phố. Bạn Linda sống ở thành phố. Rồi tiếp tục mình có từ village. Rồi village mình đã học ở trong bài trước rồi, có bạn nào nhớ village là gì không? Là ngôi làng đúng không? Đúng rồi, village là làng. Good, village là làng. Rồi vậy cho cô biết my best friend lives in a village là gì? Quỳnh Anh. Cho cô hỏi bạn nào mới vào vậy? Bạn Trần Cẩm Tú là bạn nào? Rồi Quỳnh Anh dịch cho cô câu my best friend lives in a village.
When I'm big best friends là gì không? Con như cô là bạn. Bạn gì? Cái người bạn nào mà mình thường, ví dụ mình đi chơi mình cũng sẽ rủ bạn đó đi cùng, mình ăn cái gì mình cũng sẽ rủ bạn đó ăn cùng, mình bất cứ mình đi đến đâu mình cũng muốn có bạn đó đi theo, là bạn đó là bạn gì? Bạn thân ạ. Đúng rồi, bạn thân. Best friend là bạn thân ha, nhớ nha mấy đứa. Best friends là bạn thân. Rồi, vậy dịch cho cô câu này Quỳnh Anh. Nhanh nào Quỳnh Anh. Quỳnh Anh mở mic lên này. Rồi, Quốc Cường nay sẽ học bằng ID Trần Cẩm Tú hả? Cô tưởng đâu bạn nữ nào chứ. Rồi. Con vào nick em con của. Rồi. Em ạ. Okay. Rồi, Quỳnh Anh dịch câu bên đây giúp cô này. My best friend lives in a village. Rồi, my best friend là ai? Người nào của tôi? Bạn thân. Bạn thân của tôi. Rồi, lives in a village. Sống ở đâu? Sống ở ngôi làng ạ. Bạn thân của tôi sống ở làng, sống ở một ngôi làng. Rồi, được rồi. Bây giờ mình đang học lesson 3 page 10 and we are studying part 1 listen and repeat. Cường, mình đang học bài 3 trang 10 này. Phần 1 listen and repeat này. Rồi bây giờ Cường mở ra theo dõi các bạn nha. Rồi bây giờ mình có từ mountains. Okay. Mountains là gì? Bạn nào biết? Mountains. Okay. Có phải là ngôi làng ở đâu mà? Có phải là ngôi nhà không cũng? Không, ngôi nhà là house, là home. Okay. Rồi mountains, cô nói như thế nào ta? Đây là khách sạn à cô? Không, khách sạn là hotel. Rồi bây giờ mountains. Okay, các bạn. Rồi, mountains is an object that are very enormous and high. Rồi, mountains là cái nơi mà rất là một cái vật rất là to lớn và rất là đồ sộ, rất là cao mà nó thường ở gần biển. Nó là một cái địa hình, dạng địa hình. Rồi, khi các bạn bảo các bạn sẽ đi leo thì các bạn sẽ nói leo gì? Mình leo sẽ thường núi có thôi. Một cái hoạt động leo gì? Leo núi. Rồi, vậy mountains chính là núi, được chưa? Okay. In the summer, okay, maybe in the summer, I usually climb on the mountain. Okay. Rồi, Quốc Cường mở camera lên này. Rồi vậy, mình có từ mountains là núi đúng không? Vậy I live in the mountains là gì Quốc Cường? Quốc Cường, I live in the mountains là gì? I live in the mountains là gì? Quốc Cường đâu rồi nhỉ? Rồi, vậy dịch câu này cho cô Giang. Nhanh nào các bạn. Giang, I live in the mountains là gì? Tôi đang trèo núi. Tôi sống ở? Tôi sống ở gần núi. Tôi sống ở trên núi ha, kiểu vậy ha. Là có những cái bản làng, những cái vùng quê người ta sống ở trên treo leo trên vách núi. Ấy lộn, treo leo ở trên cái vách núi, có khi là người ta sống ở dưới chân núi ha các bạn. Rồi, mình có từ tower. Rồi tower. Okay, so tower go, okay. I don't know if I say about this thing, I think that all of you do not know. Okay, rồi. Tower là có bạn nào nghe tới tháp tới ngọn tháp chưa? Tới tháp chưa? Cái ngọn tháp có bạn nào nghe tới chưa? Tháp nghe thì. Rồi. Rồi mình có từ tower là một tòa tháp được chưa? Vâng ạ. Rồi, mình có từ tower là tòa tháp. Rồi, mình có từ tower là tòa tháp được không?
Rồi ví dụ mình có tháp Eiffel bên Pháp ha. Tháp Eiffel tiếng Anh là Eiffel Tower. Rồi mình có tháp tháp nghiêng Pisa biết không? Tháp nghiêng Pisa. Rồi. Bây giờ mình có câu He lives in a tall and quiet tower. Nó có nghĩa là gì Quốc Cường? Cô là tòa tháp. Hả? He lives in a... Ai? Dịch cho cô câu bên mọi đây. Mọi người. He là ai? Anh ấy. Anh ấy sống. Anh ấy sống ở tòa tháp. To là gì? To. To là gì? Rồi. Cao. Cao, to là cao. Cao và trật tự. Cao và yên ắng ha. Yên tĩnh. Rồi mình có thể dùng một tòa tháp trật tự được không? Mình phải dịch đó là một tòa tháp yên tĩnh, tòa tháp yên lặng ha. Rồi, anh lấy sáu một tòa tháp cao và yên lặng. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần 2 ha. Part 2, listen and circle A or B, then say the sentences aloud. Rồi, nghe và khoanh tròn đáp án A hoặc B, sau đó sẽ đọc cái câu trả lời đó lên ha. Rồi bây giờ mình có ba cái câu này ở đây đúng không? Rồi các bạn sẽ nghe, cho các bạn nghe hai lần. Sau đó khoanh tròn đáp án đúng như người ta đọc ở trong cái đoạn ghi âm nha. Page 10, Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. Linda lives in a big city. 2. They live in the countryside. 3. We live in Bình Minh Tower. Page 10, Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. Linda lives in a big city. 2. They live in the countryside. 3. We live in Bình Minh Tower. Rồi bài này rất là dễ luôn ha. Theo cô thấy là rất dễ, người ta không có đánh đố mình ha. There's no riddles here. Và các bạn có thể nghe rõ được cái từ đó luôn. Rồi, bây giờ cho cô đáp án của câu 1. Khi các bạn đọc đáp án, các bạn sẽ đọc cả cái câu đó kèm theo đáp án vào luôn ha. Rồi, câu 1 cho cô biết đáp án bạn Cương. Cô. One, Linda lives in a big city. Good. Rồi, number 2, cô mời bạn Quỳnh Anh. Con thưa cô là they live in the... Rồi Quỳnh Anh không có đáp án của câu 2 đúng không? Rồi cô mời bạn Nam. Choosing. Zia hả em? Zia ở đâu? Không phải Zia. They live in the Countryside. Rồi Nam chọn đáp án A. Rồi bạn Giang cho cô biết number 2 đáp án là đáp án gì. Nam đọc lên này. Ơi Giang đọc lên này. Live in Bình Minh Tower. Không câu 2 á. They live in the countryside. Rồi
Number 3, rồi Quỳnh Anh vào lại lớp đúng không? Rồi. Quỳnh Anh cho cô. Vâng, thưa cô là we live in Binh Minh. Binh Minh gì? Town hay là tower? Town. Là đáp án A hay B? Thưa cô là B ạ. Rồi, B ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe mình check lại ha các bạn. Page 10, Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. Linda lives in a big city. 2. Là đáp án đúng. They live in the countryside. Good, countryside. 3. We live in Binh Minh Tower. Rồi, nó là tower, chứ không phải là town nha Quỳnh Anh. Tower, tower mà chữ người ta đọc nhẹ là một xíu, có thể mình sẽ khó nghe, nó là tower. Rồi, bây giờ mình có từ mới ở đây, mình có từ countryside, các bạn quan sát này. Countryside, nó đối lập, ok, countryside is an opposite, meaning with city. Nó đối lập nghĩa với lại thành phố, vậy countryside là gì? Bạn nào biết? Bạn nào biết mở mic lên trả lời. Chữ ngược lại là một nơi không có gì ạ cô. Đối lập với lại thành phố là vùng gì? Là nhỏ bé ạ cô. Không, đối lập với thành phố đó là vùng nông thôn. Được chưa? À, vâng. Countryside là vùng quê, vùng nông thôn đó các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo này. Part 3, let's chant. Rồi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe cái phần 3 này hai lần, sau đó mình sẽ bắt đầu mình đọc với nhau ha. Cái bài này thì chỉ là luyện cho mình cái cách đọc thôi ha. Page 10. Activity 3. Let's chant. Where do you live? 1. 2, 3, 4. Where do you live? I live in Kwang Chung Street. Where do you live? I live in Green Avenue. Where do you live? I live in Green Tower. What's Green Tower like? It's tall and quiet. What's your flat like? It's big and pretty. Page 10. Activity 3. Let's chant. Where do you live? 1, 2, 3, 4. Where do you live? I live in Kwang Chung Street. Where do you live? I live in Green Avenue. Where do you live? I live in Green Tower. What's Green Tower like? It's tall and quiet. What's your flat like? It's big and pretty. Okay, so four of you can see. Please, okay, please observe these pictures, okay, please observe these pictures. Hãy quan sát những cái bức hình này này. Okay, so all of you can see, this is Kwang Chung Street. This is Green Ave. What? Ave? Ave, okay. Ave là viết tắt cho Avenue nha các bạn. Rồi. And this is the room with the 201 room. Ok. Rồi, bây giờ các bạn có thể thấy đây là đường Quang Trung, đây là, ok,
đại lộ màu xanh, đại lộ green ha. Rồi đây là cái căn phòng số 201. Rồi bây giờ mình có cái bài này, mình có cái bài nó tên là Where do you live? Rồi bây giờ cho cô biết Where do you live? Nó nghĩa là gì Quỳnh Anh? Where do you live? Có nghĩa là gì? Con thưa cô là bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc bài Where do you live? Hay là cùng nhau đọc bài bạn sống ở đâu nha. Rồi bây giờ mỗi bạn sẽ đọc cho cô một câu. Ok, theo thứ tự sẽ là Giang, Cường, Nam, Quỳnh Anh. Được chưa? Rồi. Rồi câu đầu tiên sẽ là Giang, câu thứ hai sẽ là Nam, thứ ba là Cường, thứ tư là Quỳnh Anh. Và sau đó mình đổi lượt lại và mình tiếp tục mình đọc như cái số thứ tự đó luôn ha. Rồi, đầu tiên Giang. Why do you live? Why? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Rồi, câu thứ hai. Rồi, stop. Rồi, stop, Giang. Rồi, mỗi bạn đọc một câu thôi. Câu thứ hai, Nam. Câu thứ hai, Cường. I'm sorry. I live in Quang Trung Street. Thứ ba, Nam. Where do you live? Live. Thứ tư, Quỳnh Anh. I live in Green Avenue. Tiếp tục. Tới lượt mình, cứ mở mic lên đọc đi các bạn. Tiếp tục này, Giang. Why do you live? Where do you live? Rồi. I live in Green Tower. Green Tower. What's Green Tower. What's Green Tower like? Quân An. It's tall and quiet. Rồi tiếp tục, Giang. Với con như máy bạn Giang bị yếu. Rồi Giang ơi, can you hear me? Con đang bị lag rồi. Rồi. Con câu này, tới Giang đọc câu gần cuối này. Rồi, bạn Giang đang out ra để vào lại lớp ha các bạn. Rồi bây giờ bạn Cường thay bạn Giang đọc câu What's your name nè. What's your flat like? Ok, what's your flat like? Nam, câu cuối cùng. It's sweet and tang. Pretty. Pretty. Pretty, không có pretty. 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 Rồi. Rồi bây giờ đây mình có những cái từ mới như sau ha. Đầu tiên là cô nghĩ là cái từ avenue là mới với các bạn này nè. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mình có từ từ. Rồi không có từ nào mới khác. Flat. Rồi hết rồi ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ. Rồi bây giờ where do you live như các bạn nói là mình đã. Nó có nghĩa là bạn sống ở đâu đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ giúp cô dịch cái đoạn này ha. Cô dịch tới đâu mà cần các bạn giúp thì các bạn sẽ đọc lên ha. Rồi bây giờ tất cả các bạn khi cô hỏi thì mở mic lên, bạn nào mở mic lên trả lời cũng được ha, tất cả các bạn luôn ha. Rồi bây giờ mình có cái bài này mình sẽ dịch như sau. Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở đâu các bạn? Quang Trung. Cái gì Quang Trung? Rồi, đường Quang Trung. Đường Quang Trung. Street là con đường ha. Rồi.
Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở Avenue là đại lộ. Đại lộ gì? Đại lộ xanh. Đại lộ xanh. Đại lộ xanh. Rồi, hoặc là đại lộ green cũng được ha. Cô không biết là green ở đây người ta dùng green để người ta chỉ đến cho một cái họ hay là một cái tên, hay là green để chỉ cái màu sắc ha. Rồi, bạn sống ở đâu? Tôi sống ở... Tiếp tục này, Green Tower là gì? Tôi sống ở Đông Thôn Xanh. Tòa tháp xanh ha, tòa tháp màu xanh nhớ nha. Rồi, what's Green Tower like là gì? Bạn nào biết, mới nhìn câu này. What's Green Tower like? Nó đơn giản lắm các bạn. Tôi sống ở tòa tháp xanh hả cô? Không phải, what's Green Tower like? Tòa tháp xanh. Tòa tháp xanh là gì? What like là trông như thế nào, thử hiểu không? Tòa tháp xanh trông như thế nào? Tòa tháp xanh trông như thế nào? It's tall and quiet. Nó như thế nào? Cao và... Cao và gì? Cao và gì? Cao và yên tĩnh. Cao và yên tĩnh. Quiet là yên tĩnh, yên ắng ha. Kiểu như là trạng thái mà không có tiếng động của các bạn. Rồi, what's your flat like? Rồi, flat là gì? Đây, this is a flat. Đoán được flat là gì chưa các bạn? Căn phòng hả cô? Căn hộ ha, căn hộ có số phòng ha. Một cái căn á, cái căn hộ mình ở ha. Vậy, what's your flat like có nghĩa là gì? Mình sống ở... Mình sống ở căn hộ. Căn hộ của bạn. Căn hộ của bạn trông như thế nào, được chưa? Rồi, it's big and pretty. Nó như thế nào? Nó to và... Và? Nó pretty. To và đẹp. Đẹp. Pretty nó bằng, nó giống nghĩa với beautiful nha các bạn. Nó to và đẹp. Rồi, được chưa? Nhớ nha, mình có hai từ mới. Avenue là đại lộ ha. Rồi, flat là căn hộ. Rồi, các bạn có theo dõi cái MS Teams của mình, có ở trong cái bốc chat MS Teams á, nhớ là sau mỗi buổi học nhớ lên check một lần nha, cô sẽ ghi tất cả những cái từ vựng mới ở trong đó ha. Rồi, để các bạn xem, và khi mà các bạn học á, tới từ mới này các bạn gạch chân, các bạn ghi nghĩa cho nó của trực, cái nghĩa của nó ở trên cái đầu của cái từ đó, để mình mốt mình mở sách ra mình xem lại cho nó dễ, hiểu chưa? Sách mình để làm gì, không phải để mình giữ trên sạch sạch tinh tươm thôi nha. Mình mua sách về để mình ghi chép vào để mình học ha. Mình ghi chú vào chứ không phải là mình chép tập, còn mình ghi chú những cái điểm cần học. Okay, part 4, read and tick, yes, why or no, and. Rồi, đọc và đánh dấu vào chữ y dài hoặc là chữ n. Nếu mà y dài đó, nó có nghĩa là yes, là đúng. Nếu chữ n là no, là không. Hiểu chưa? Nếu cái thông tin đó là đúng thì sẽ tick vào chữ y dài, why. Và nếu cái thông tin đó là sai thì tick vào chữ n, and. Okay, rồi bây giờ mình có một cái đoạn văn này ha. Các bạn, giờ cô sẽ mời mỗi bạn đọc một câu của cái đoạn văn này cho cô ha. Các bạn sẽ đọc đến dấu chấm và mình ngừng ha. Rồi bây giờ, theo thứ tự đọc ha. Câu đầu tiên sẽ là Quỳnh Anh xong rồi tới Giang, tới Nam, tới Cường. Rồi Quỳnh Anh đọc câu đầu. Quỳnh Anh. Where are you, Quỳnh Anh? Chung if with Quỳnh Anh, with Quỳnh Anh bật mic lên chưa? Quỳnh Anh chưa bật mic kìa. Quỳnh Anh bật mic lên chưa? Rồi ạ. Rồi, đọc lại này. Chung if with
with his grandparents. Grandparents in Hanoi. Okay, tiếp tục. Giang. His address. 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 His address. Okay. E81 Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hanoi. Good. Tiếp tục. Nam. The family. Nam, đọc từ từ. Rồi. The family. Lives on the fourth floor. And Hanoi to tower. Rồi bây giờ cô nói Nam thế này, Nam về nhà nhớ lấy sách ra đọc tiếng Anh thật nhiều nha. Nam đọc YouTube, Nam đọc phải nói là nó không nó, cô phải nói là Nam đọc nó thật sự là nó chưa tốt, Nam không quen mặt chữ và Nam cũng không hiểu được cách đọc luôn ha. Nam bị mất căn bản nên là Nam phải mở sách ra luyện đọc nhiều lên ha, và từ nào khó thì mình có thể mình lên mạng mình đọc, mình tra từ điển xem người ta đọc như thế nào, hoặc là mình hỏi anh chị của mình, người những người nào mà biết á, hoặc là ba mẹ ha. Rồi. Đọc lại câu này cho cô Nam. The family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. The family. Đọc gì vậy Nam? The family. Okay. Lives. Live on the fourth floor. Nam không nghe kỹ một từ nào đó thì kêu cô đọc lại một lần nữa, chứ không có đọc đại nha. Fourth floor. Fourth floor. Good. Hanoi. Hanoi gì? Tower. Rồi. Tower. Rồi câu tiếp theo, Quốc Cường. Cường. Dạ. Modern. À, từ đây có hình mình từ này mình đọc là modern. Modern. Rồi câu tiếp theo Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đâu? It has a fine view. À, rồi câu rồi phần cuối cùng là Giang. Giang cuối cùng này, mở mic chưa Giang? Likes. Này, like là chữ này, chữ K đúng không? Còn lives là chữ V này, thấy chưa? Khác nha. Trung likes the new place. Because is it in the city? It is in the city. Center and
Near. Near his new school. His new school. Rồi, ở đây những cái từ mới thì cô sẽ cho các bạn. Ok. Mình có từ mới là từ modern. Rồi. Fine. Rồi. And Santa. Rồi, mình có từ place. Rồi. Near. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ, rồi bây giờ cô sẽ nhờ hai bạn. Ok, mỗi bạn dịch một câu luôn đi ha. Rồi, câu đầu tiên sẽ là bạn Nam. Trung lớn. Rồi, dịch. Nam, dịch. Trung. Trung sống cùng. Rồi, grandparents. Ông bà. Ông bà của ai? His. Ông bà của Trung. Ông bà của anh ấy, his grandparents là ông bà của anh ấy. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ông bà của Trung sống ở Hà Nội. Rồi, Trung sống với anh, ông bà của anh ấy ở Hà Nội. Rồi, tiếp tục. Rồi, câu tiếp theo cô nhờ bạn Quỳnh Anh dịch này. Cái gì? Rồi. Rồi, vậy cô nhờ tiếp theo là Quốc Cường dịch này. Quỳnh Anh theo dõi nha. Theo dõi là Quốc Cường dịch này. Quốc Cường dịch này. Cô là địa chỉ của anh ấy là 81 Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đúng rồi, giỏi. Rồi, his address, địa chỉ của anh ấy là 81 Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo ha, Hoàng Kiếm District, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Đây là nhà anh ấy sống ở đâu? Ở đâu đây chị? Cái gì vậy Quỳnh Anh? Cái gì? Quỳnh Anh ơi! Có vấn đề gì vậy Quỳnh Anh? Rồi. Câu tiếp theo Quỳnh Anh dịch cho cô này. Từ đây cho tới đây này. Con thưa cô là they're flat. Quỳnh Anh còn nhớ flat có nghĩa là gì không? Không. Rồi, flat là, rồi, quan sát bức hình này nha. Cái này là gì? Con thưa cô là phòng ạ. Phòng hay là căn hộ ha. Rồi. They're flat. Cái căn hộ của họ thì như thế nào? Big and modern. Big là gì Quỳnh Anh? Con thưa cô là to. Căn hộ của họ to and và modern có nghĩa là hiện đại. Rồi, dịch lại cả câu cho cô nghe. Con thưa cô là căn hộ to và hiện đại. Căn hộ của họ, there là của họ, there. There là của họ. Con thưa cô là căn hộ của họ to và hiện đại ạ. Rồi, it has a fine view. Rồi, fine là ổn. Được chưa? Nó có một cái view. View là tầm nhìn ha. Một cái... Nó có một cái view có nghĩa là cái ví dụ các bạn ra ban công á, các bạn nhìn ra xung quanh á, mình gọi cái đó là view á các bạn. Hiểu chưa? Nó có một cái tầm nhìn ổn ha. Đó là tầm nhìn ha các bạn, một cái ví dụ là khi mình đứng ra ban công mình quan sát xung quanh á, nó gọi là cái view á. Hiểu chưa? Nó có cái tầm nhìn ổn. Rồi, nó có cái quang cảnh ổn, nó có cái tầm nhìn ổn ha. Rồi. Bây giờ câu cuối cùng Giang dịch cho cô này. Trung thích gì? Giang mở mic lên nè.
Giang mở mic lên. Trung thích gì? Place là cái nơi ở ha, cái nơi mới, cái nơi ở. Trung thích gì? Trung thích nơi ở mới. À, bởi vì, because là bởi vì. Bởi vì nó ở đâu? Center là trung tâm. Trung tâm gì? Trung tâm thương mại. City center đó. Trung tâm gì? City là gì? Trung tâm thành phố. À, bởi vì nó ở trung tâm thành phố và near là gần. Gần, gần ở đâu Giang? Gần trường học mới của anh ấy. Đúng rồi, gần trường học mới của anh ấy. Rồi bây giờ cô dịch lại cả bài, các bạn chú ý lắng nghe nha. Trung sống với ông bà của anh ấy ở Hà Nội. Địa chỉ của anh ấy là 81 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Gia đình sống ở tầng 4 của tòa nhà Hà Nội ha. Rồi cái câu này khi nãy mình miss, mình quên dịch ha. Rồi gia đình này, family là gia đình, lives on the fourth floor. Rồi fourth là thứ tư. Cái thứ tự là thứ tư. Gia đình sống ở cái tầng, floor là tầng, tầng thứ tư của Hà Nội Tower, của chung cư Hà Nội, của tòa nhà Hà Nội. Được chưa? Căn hộ của họ thì lớn và hiện đại. Nó có một cái tầm nhìn khá ổn ha. Trung thích cái nơi ở mới bởi vì nó ở gần trung tâm thành phố và gần, nó ở trung tâm thành phố và gần trường học mới của anh ấy. Rồi bây giờ các bạn chuyển sang cái bài tập này. Mình có 5 cái câu ở đây. Các bạn sẽ đọc 5 cái câu này và dò lại với cái thông tin ở trong bài đọc xem nó đúng hay sai. Nếu đúng thì mình check vào cái ô có chữ y dài nè. Sai thì mình check vào ô có chữ n. Được chưa? Y dài là why or yes. N là and or no. Okay. The first one, Trung lives with his parents in Hanoi. The second one, he lives in a tower. Three, his flat is far from the city center. Four, his new school is near his home. Five, Trung likes his new home. Rồi, các bạn, cô cho các bạn 3 phút để làm.
Rồi, có bạn nào xong chưa nhỉ? Bạn nào xong rồi thì nói cô nha. Cô sẽ đi vệ sinh ạ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sửa nha. Rồi khi mà sửa thì các bạn sẽ đọc nguyên cả một cái câu đó cho cô biết nó là yes or no, được chưa? Đúng hoặc là sai ha. Rồi. Bây giờ number one, Quốc Cường. Was Chung live with his parents in Hanoi? No. Yes or no? No, okay. No. Rồi, why? Some information from the story. Rồi cho cô biết thông tin gì đó trong cái bài này mà nó cho Cường biết là Trung không phải sống với lại ba mẹ ở Hà Nội. Trung sống với ai nhỉ? Trung lives with his grandparents in Hanoi. Good, grandparents ha, không phải là parents ha các bạn. Này. Rồi, chính xác. Number 2 làm cho cô Quỳnh Anh. He lives in. Còn thưa cô là he lives in a tower. Tower. Đúng hay sai? Còn thưa cô là sai ạ. Ok. Theo Quỳnh Anh nghĩ đúng là như thế nào? Đáp án đúng thì nó phải như thế nào? Còn thưa cô là anh ấy sống ở. Rồi từ đoạn này cho tới đây luôn này. Oh. Oh no. Ừ.
Brickell Tower là nông thôn đúng không cô? Không, tower đó là tòa nhà, hoặc là còn có một nghĩa là tòa tháp nữa, được chưa? Nói chung là nó giống như là một cái dạng cấu trúc của một ngôi nhà mà một cái chung cư mình ta xây thành hình vuông các bạn. Là cái này chồng lên cái kia, chồng cái kia lên cao hoặc là cao luôn á. Hiểu chưa? Rồi, vậy cái câu 2 là đúng hay sai vậy Quỳnh Anh? Yes or no? Anh mở mic chưa? Quỳnh Anh mở mic chưa nhẹ? Chưa vậy? Dạ. Rồi, đó là đúng hay sai? Trung sống ở trong một cái tòa nhà, cái tòa tháp, đúng hay sai? Con thưa cô là đúng ạ. À đúng, rồi, bây giờ cô khi nãy cô đã chỉ cái key rồi đúng không? Rồi đây nè. Địa chỉ của anh ấy là 81 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mình đọc thì mình sẽ nghĩ là cái nhà đúng không? Nhưng mà không. Gia đình sống ở trên tầng 4 của tòa nhà Hà Nội, Hà Nội sao ạ? Rồi. Ok chưa? Rồi. Vậy bây giờ mình đọc lại một lần nữa nha. Rồi giờ Quỳnh Anh cho cô lại đáp án cuối cùng. Yes hay no? Con thưa cô là yes ạ. Rồi. Yes hả? Rồi. Bây giờ mình có nghĩa của tower là gì? Mình có nghĩa của tower nó có nghĩa là tháp hoặc là tòa nhà đúng không? Rồi. Nên là ok, câu này cô sẽ tạm chấp nhận nó là đúng ha. Bởi vì mình không biết là cái nghĩa nó đề cập ở đây là cái nghĩa tòa nhà hay là cái nghĩa là cái tòa tháp. Ok chưa? Rồi. Bây giờ câu 3. His flat is far from the city center. Làm cho cô Giang. Giang câu 3 mở mic chưa? Giang. Đọc câu 3 lên cho cô nghe này. This flat is far from the city center. 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 Okay. Rồi, yes or no? Giang. Rồi, cô dịch cho nghe câu này nha. Căn hộ của anh ấy xa trung tâm thành phố. Nó có xa không Giang? Rồi cô gợi ý luôn nha, nó ở khúc cuối này. Nó có xa không Giang? Trung thích cái nơi ở mới bởi vì nó ở trung tâm thành phố và gần trường học mới của anh ấy. Vậy nó có xa trung tâm thành phố không Giang? Không. À không, vậy là yes or no Giang. Đúng hay sai? Cái câu 3 này đúng hay sai? Rồi câu 3 nó nói là cái căn hộ anh ấy xa khỏi trung tâm thành phố. Nhưng mà cái bài là căn hộ anh ấy ở trung tâm thành phố luôn. Vậy nó đúng hay sai?
đúng hay sai Giang? Sai. Rồi Quỳnh Anh ơi, các bạn ơi, cô giải thích lại cho các bạn cái câu thứ ba, câu thứ hai của bạn Quỳnh Anh này. Câu này nói gì? Anh ấy sống ở cái tower đúng không? Rồi lúc đầu mình hiểu làm cái tower này nó là ở trong Hà Nội tower ha, nhưng mà cô nhấn mạnh là Hà Nội tower nó có nghĩa là nó là một cái tên gọi của cái tòa nhà này, hiểu không? Chứ nó không phải là có nghĩa là tòa tháp. Hiểu chưa? Người ta dùng từ tòa tháp để người ta nói cho cái việc mà cái tòa nhà này nó rất là cao, như là một cái tòa tháp, hiểu không? Nó là ẩn dụ thôi ha. Nhưng mà khi mở trong cái câu này các bạn cũng có thể thấy là tower này là mình ghi, người ta ghi bình thường. Thì nó có nghĩa là tòa tháp, còn cái tower ở trong bài này người ta ghi hoa thì nó có nghĩa là chỉ là nó là cái tên thôi ha. Rồi được chưa? Và cái thông tin, cái đáp án đúng là he lives in a flat mới là đúng nha các bạn. Các bạn có thể thấy ở dưới này. Gia đình sống ở trên tòa tầng 4 của Hà Nội Tower. Căn hộ của họ lớn và hiện đại. Vậy là họ sống ở trong căn hộ chứ không phải là họ sống ở trong tòa tháp mà cái mình hiểu lầm là ở trong cái Hà Nội Tower này nha. Nếu mà người ta ghi là he lives in Hà Nội Tower thì nó mới là đúng. Người ta ghi là he lives in a tower thì người ta đang ngụ ý chỉ tới cái tower này, có nghĩa là cái tòa tháp chứ không phải là tower trong Hà Nội Tower nha. Rồi. Nên là câu này sẽ là sai. Ok. Rồi làm câu 4 cho cô Nam. Anh ấy ở không phải Nam trường... nè. Đọc tiếng Anh luôn. Đọc cái câu đó bằng tiếng Anh luôn. It new school in new high. His new school is near his home. In home. Ok. Rồi, yes or no Nam? Em nghĩ là yes. Yes, ok, chính xác ha. Ở đâu Nam? Ở gần đoạn cuối có đề cập đến là anh ấy có một người. Anh ấy ở gần ngôi trường mới. Đúng rồi, giỏi. Rồi, câu 5, làm câu 5 cho cô Quốc Cường. Three, two lights, he knew home. No. Rồi, tại sao no? Tell me the reason why Trung doesn't like his new home. Phần cuối kìa Quốc Cường. Trung lies. The new place. Trung lies the new place. Vậy là anh ấy có thích không? New place là nó thay cho new home, hiểu không? New home là thay cho new place. Place là cái nơi ở. New place là nơi ở mới. New home là nhà mới. Nó có khác gì không Cường? Không đúng không? Rồi vậy là Trung có thích không? Trung có thích không? Trung có thích cái nơi ở mới cái đấy không? Có. À, có. Rồi. Bây giờ mình đã xong bài này ha. Các bạn về này, cô dạng này. Mình có sắp bài tập không nhỉ? Các bạn có sắp bài tập không? Cường. Các bạn không hả? Rồi bây giờ cô dạng này về lấy sách giáo khoa ra ha. Trước mỗi buổi học lấy sách giáo khoa ra. Đọc sơ một lần. Bài tập nào làm được á thì cứ làm. Để mình hiểu sơ ha. Rồi vào cô giảng lại thêm một lần nữa là mình hiểu chắc được cái kiến thức của mình. Có được cái lượng từ vựng mới luôn. Chứ bây giờ các bạn học mà cô nhìn các bạn học rất là mơ hồ luôn á. Các bạn học lớp 5 rồi, lớp 5 là bắt đầu nó cũng khó lên từ từ rồi đó. Lên lớp 6, lớp 7 nó còn khó hơn. Cái sách, cô nói các bạn nghe không điều này. Cái sách giáo khoa là cái sách mà các bạn học trên trường thì phải, đúng không? Mà cái sự chênh lệch trong cái sách giáo khoa nó rất là khác. Cái sách giáo khoa này các bạn học lớp 1, sách giáo khoa 1, sách giáo khoa 1, 2, 3. Nó rất là dễ, coi như là gì vào. Hello, hi, sorry, nice to meet you vậy ha. Rồi. 4 năm rồi bắt đầu nó hơn một xíu ha. Rồi khi mà các bạn lên từ sách giáo khoa 6, 7, 8 nó sẽ lên một cái tầm cao mới. Nó sẽ khó vọt lên luôn. Là nó khó khoảng gấp đôi, gấp ba cái sách giáo khoa các bạn đang học ở tiểu học đó. Nó không có cái sự mà ví dụ như là mình học lớp 1 rồi tầm này, lớp 2 sẽ lên đây xíu, 3 lên đây xíu. Nó không có như vậy. Mà là nó dễ một
dễ một vài cái lớp liên tiếp luôn, xong cái lên cấp 2 sẽ khó vọt lên luôn. Nên là bây giờ các bạn không có tập trung học rồi mốt lên cấp 2 không nổi nha. Nó không có sự mà kiểu nó sẽ không, nó không có sự mà đồng đều quá khi mà mỗi lần đối với mỗi cuốn sách giáo khoa ha. Khi các bạn lên lớp cấp 2, các bạn lên lớp 6, 7 rồi sách giáo khoa nó sẽ khó gấp đôi, gấp 3 lần sách giáo khoa lớp 5 luôn. Hiểu chưa? Chứ nó không có phải là khó hơn một chút, khó hơn một chút. Nên là bây giờ lớp 5 mà cô thấy các bạn học hơi đuối rồi đó nha. Về lo luyện tập này, đầu tiên là luyện đọc. Rồi luyện đọc là gì? Mình cứ mình đọc rồi sau đó mình từ nào khó mình lên, mình sờ từ điển, mình nghe người ta đọc, hoặc là mình hỏi anh chị mình chỉ mình đọc. Có thể anh chị hoặc là ba mẹ mình đọc nó chưa thật sự chuẩn, nhưng mà mình nghe mình có thể hình thành được cái việc là cái từ đó từ đó phải đọc như thế nào. Rồi vào đây cô sẽ chỉ chỉnh lại phát âm cho thật sự chính xác ha. Rồi. Bài tập về nhà. Cái nào làm được? Các bạn, cô hay mấy cái yêu cầu này cô chỉ các bạn dịch hết trơn, là có nghĩa là cô muốn các bạn là phải hiểu được cái yêu cầu của bài đó là làm cái gì ha. Rồi, riết rồi mình cũng quen rồi, mình nhìn một bài tập rồi mình biết rồi mình phải làm gì rồi đó. Rồi về hôm nào mà trước khi buổi học ha. Lo làm trước đi, làm sương sương, làm sơ sơ thôi, mình kiểu mình chỉ cần đọc lướt qua xem mình sẽ học gì, mình sẽ làm gì ha. Rồi vô đây học cho nó dễ ha. Rồi chứ vô đây cô thấy các bạn kiểu mông lung quá. Rồi bây giờ phần 5 này. Write about your friend. Write là gì? Viết đúng không? Viết về bạn của bạn. Rồi ở đây mình có 6 câu hỏi này. 6 câu hỏi này là người ta gợi ý để cho mình hoàn thành một cái đoạn văn. Là mình cái câu trả lời cho 6 câu hỏi này mình gộp lại mình sẽ được một cái đoạn văn ngắn. Được chưa? Là 6 câu hỏi này người ta gợi ý cho cái đoạn văn của mình. Rồi câu đầu tiên là what's his or her name? Tên của anh ấy hoặc cô ấy là gì? Number 2 là where is he or she from? Where okay, cô ấy hoặc anh ấy đến từ đâu? What's his her address? Địa chỉ của anh ấy hoặc cô ấy là gì? Number 4, who does he or she live with? Cô ấy hoặc anh ấy sống với ai? Number 5, what's his or her home like? Căn nhà của cô ấy hoặc anh ấy trông như thế nào? Does he or she like his or her hometown? Why not? Anh ấy hoặc cô ấy có thích cái nơi, cái quê nhà, cái nơi của cùng họ ở không? Tại sao có, tại sao không? Rồi, bây giờ các bạn muốn viết một đoạn văn, các bạn chỉ cần nhìn những cái câu hỏi này. Các bạn ví dụ trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn ghi cái câu trả lời đầu tiên. Rồi, sau đó các bạn chấm, các bạn đọc câu hỏi thứ hai, ghi câu trả lời thứ hai liền vào luôn. Rồi tiếp tục, mình gộp tất cả các câu trả lời cho 6 câu hỏi này gộp lại, mình sẽ được một cái đoạn văn ngắn, hiểu chưa? Rồi, đó là cái việc mà các bạn viết về bạn bè của mình ha. Rồi, bây giờ cái đoạn này các bạn về nhà chuẩn bị, các bạn có thời gian xem và chuẩn bị cho cô nha. Ngày mai cô sẽ mời một bạn hoặc hai bạn gì đó kể cho cô và lớp nghe về bạn của mình ha, dựa vào phần 5 này ha. Rồi các bạn về nhà tự chuẩn bị ở nhà ha, tự chuẩn bị rồi nhà ha, chứ không phải bài tập nha. Cái này là các bạn về nó luyện tập thêm thôi ha. Rồi bài tập ngày mai cô mới dặn. Ok. Rồi Quỳnh Anh out rồi ha. Rồi. Bây giờ goodbye class. Cho em đó. Sao đây? Rồi. Goodbye teacher. Ok. Good. Goodbye.